Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Cho Quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chiến dịch của Đổng Béo cùng đồng bọn để chống đỡ lại các liên quân 18 lộ chư hầu chống mình. Ôi giời ơi, chưa bao giờ mình lại khổ như thế này, chưa bao giờ mình lại vất vả như thế này. Đe dọa của bạn tăng lên trong vòng 3 lượt. Vì thật, cái gì đây? Đổng Trác nổi giận lại liên minh, chống lại liên minh. Chúng ta phải giết được Tôn Kiên, Viên Thuật và Viên Thiệu à? Viên Thuật và Viên Thiệu thì ở đây rồi. Viên Thuật thì đây. Viên Thiệu thì ở đây. Căng nhỉ, căng như dây đàn. Thôi nhưng mà đấy là cái việc của tương lai, còn bây giờ chúng ta có một cái việc quan trọng hơn, đó là thằng Cung Đô này nó đang đứng ở cửa nhà mình. Đấy. Không đánh nó không sợ đâu. Nhưng mà mình chưa sẵn sàng để mà đánh tiếp sâu xuống dưới này. Mình cần giải quyết chiến trường phương Bắc trước đã. Ủa, mình xem cái map này. Mình rất ghét cái bản đồ kiểu này. Cái gì? Thất bại thảm hại cả. Dự đoán thương vong cao. Trận này khó rồi. Triển khai quân ở sát bờ sông thì cũng có lên không nhỉ? Có lợi không nhỉ? Chả biết bao giờ mới hết chiến tranh đây. Ôi giời ơi, công nhận là chơi cái phe này sướng thật đấy. Đánh nhau cứ phải gọi là mỏi tay. Rồi, ai ô. Lại có một cái thời tiết. Lại có một cái thời tiết chẳng dễ chịu tí nào. Để ra lập được cái đội hình hình tròn đây thì đẹp. Cái này vào thì nó khá xung kích và đỡ cầm xa, nhưng mà có một cái dở hơi cái là lại co đội hình vào. Ôi
giấu một đội sẵn ở trong rừng này để đi lùa cung thủ chúng nó. Hai thằng này mình thấy thằng Trương Liêu này yếu đuối thế nào. Lữ Bố thì công nhận là mạnh, Lữ Bố thì công nhận là mạnh. Cái này nó rất hợp lý là khi ngựa khi nó tấn công hay là di chuyển, nó cũng phải di chuyển từ từ những con đầu, sau đó nó mới đi di chuyển tiếp theo. Cái bản này nó hợp lý hơn, bởi vì các cái bản trước các bạn có thể thấy là khi bạn ấn di chuyển là các cái đạo ngựa nó chạy đều như tăm tắp, như kiểu xếp hàng, điều đó là rất vô lý đúng không ạ? Quái nhở, quân nó làm cái gì đấy, ngủ à? Và tầm bắn của pháo mình chưa nhở? Pháo sắp bắn được rồi. Rồi từ từ thôi, để còn quan sát. Cứ vả vỡ mồm nó ra. Đừng lãng phí hơi thở, ngươi sẽ cần nó. Nghe có vẻ hay đấy. Sao có một cái thằng cầm kích đi tít đằng sau này? Ẩn nấp à? Bắn vào cái đội kỵ này của nó này. Ủa, quân nó đang tràn đến kìa. Quân nó đang tràn đến như một vị thần. Giết cung đô nhanh. Phá nát quân của mình góc chỗ này. Ủa sao lão Bố bị thương nặng thế? Đúng rồi, Trương Liêu. Mình bị bắn tên rát thế cả. Ăn luôn mấy thằng tướng đó. Cung đô chạy rồi. Cung đô chạy rồi. Chiến thần Lữ Bố. Chơi thằng này cho anh.
rút ra. Xuống đây, không cần phải bỏ chạy. Đến đây rồi. Cung đô nó chạy rồi. Bọn mày đông quân gớm nhở? Bọn mày đông quân gớm nhỉ? Giết ta cho anh. Trương Liêu vào đây. Rồi, đội kỵ binh số 4 của mình. Rồi, không cần đánh kích của nó. Chết. Rồi. Giết. Khử. Quan đúng mà nó dẹo hết à? Quét quân. Từ đó. Tàn sát bước tiến. Úi dồi ôi. Thôi rồi. Chiến thắng quyết định. Trận này thương vong cũng nặng. Hai thằng chạy được à? Bắt được à? Xử tại chỗ luôn. Bù sa gan chi, bi liu hu huan. Trí zơ sổ zài. Xiến jin. Khai trận. Rồi, rút về đây đó. Tình hình bây giờ tiếp theo là làm gì nhỉ? Đá chi tinh thần lại. Wo men bi xu chong ran dou zhi. Nói qua lượt đã. Kim Thành. Kim Thành đang hết thực, nâng thực lên đã. Xem là nó làm trò gì tiếp theo được à.
Viên Thiệu Vương Không, Công Tôn Độ Hàn Phúc, Quách Tỳ. À, vác quân lên đây à? Về hồi quân đã. Về để hồi quân đã. Mình có thể thành lập thêm bao nhiêu quân đoàn nữa nhỉ? Tối đa là có thể thành lập thêm được một đơn vị quân nữa. Ây da, nghiên cứu ra nào. Bây giờ mình tiến tiếp xuống dưới này thì hơi vất. Khả năng mình sẽ đàm phán hòa bình với thằng Cung Đô đi. Chiến tranh nó chỉ là giải pháp ngắn hạn trước mắt thôi. Mình cần giải phóng trước phương Bắc ạ. Hòa bình. Thương mại còn kiếm được tiền. Đồ làm cái quay nhỉ? Lấy tiền của nó đi. Con lợn này giàu tiền lắm. Bốn nghìn. Nó nhiều tiền đấy. Bây giờ mình phải kiếm mối làm ăn tiếp ạ. Xem nào, còn em nào. Yêu sao mà khi sang hô bằng chút. Dục Mẫn Hương. Nó chưa khoai điện ba. À tốt. Chơi được này. Mấy đối tác này thì ít khi có chiến tranh ấy. Khả năng mình sẽ tốt rồi. Có cái thằng Hàn Toại ở trên này mình chơi được nhỉ? Hết chơi rồi. Mình cứ vừa đánh vừa đàm thế thôi. Nghề của mình là vừa đánh và vừa đàm. Bây giờ là chúng ta phải cho thằng không có tướng nào mạnh. Triệu tập 众人共议军政. Vũ Đô thành nhỏ. Cải đăng như thế. Trấn tọa lại. Hàn Toại này gần hết quân rồi. Qua lượt đã. Thằng Hàn Toại mình đã có ký hiệp ước gì với nó nhỉ? Dục Mẫn Hương, Lưu Yên. Nó có muốn chiến tranh nó cũng chẳng có cơ hội. Quân của nó thiệt hại nặng này thì làm sao nó đánh nhau được. Lữ Bố. Lữ Bố. Mười hai điểm à?
Để từ từ cho điểm ngoại giao nó lên tí nữa. Vô phương xí ở công thính. Thêm một cái hiệp ước buôn bán lương thực nữa đi. Mình nhiều lương thực hơn. Rú thế lương nhân, định sẽ kinh qua sân sư sủ lưu. Thêm ít điểm ngoại giao lên nữa. Mình cũng khan lương thực quá. Mình cũng đang khan lương thực. Sư hồng biên yên, xuyên liều phiêu trụ, thị phí. Thằng Tôn Kiên này. Thỏa thuận tiếp theo. Tuyên chiến giữa Tào Tháo, Khổng Dung và Công Tôn Độ. Hàn Phúc lưu đoạn. Mình không biết mấy sự kiện này. Ổn định cái thành này một chút xíu đã. Ây giời ơi. Tình hình là ổn định, cái này thì ổn rồi. Có quân ở đây à? Chắc cờ thì cứ cho thằng Đông Mân hoặc Đông Bội Thiện để ra nhỉ? Cho đồng béo ở đây nữa. Chức thái thú ở tỉnh này mình chưa cho ai nắm. Đổng Lệ là con gái à? Đổng Lệ lấy Mã Siêu. Mình có thể thành lập thêm một quân đoàn nữa, nhưng mà từ từ đã, xem tình hình nào đó. Đang trong giai đoạn hòa bình này, cố gắng hòa bình đi. Hoàng Tố là cái thằng nào?
thứ có vẻ đang ổn dần đấy. Không chứa tướng nào ngon ngon nhỉ? Có tướng ngon ngon thì mình bắt đầu mới dùng. Cây công nghệ. Tính nhỏ. Tính nhỏ đề cao. Đây à? Đây là đội cung mạnh nhất đây à? Học cái nhánh màu xanh trước đã. Đô này thực ra thì cũng có tường thành rồi. Trước mắt chưa sợ. Nâng cấp thành. Cứ đánh cảm thấy ổn ổn thì mình lại hòa đàm. Không gây chiến lung tung. Thấy ổn ổn mình lại hòa đàm. Tôn Kiên, Tào Tháo ở tận dưới này. Kinh nhỉ. Chính quân san sư. Công nhận kính hợp pháp á? No. Cơ hội và kiêu ngạo, kinh. Trịnh Giang hòa bình với công Tôn Toản. Lưu Đại bị tiêu diệt rồi, hay quá. Kim Thành thiếu một thực nữa, lên luôn. Mai xiang sheng li. Deng jin you ku, zai shi nan mian. Tuyên chiến à, vừa đẹp. Tới nơi là vừa đẹp. Nó có quân quái đâu, sợ gì. Để phòng cái cho thằng này lên trên này. Hả? Cái nhở, mò tận nhà mình rồi cơ à? Ủa cái con này quân thì đánh được ai? Rồi chứ nó vây thành của mình được ấy. Mình vừa nâng cấp cái gì nhỉ? Con này nó chạy lòng vòng ở đây. Đổng Lệ. Từ đó mình phải tính lại rồi. Cho Trương Siêu vào Trường An đã. Trương Siêu ở Trường An. Mã Siêu.
vũ đôi để cho chắc. Đồng minh đoàn kết ý xin, đồng minh đồng lệ hợp nhau. Nó là hai anh em mà kiên định bất nhị, lý nho chắc chờ một vài lượt nữa. Con này là thằng gì? Lưu biểu à? Thằng lưu biểu này là hòa bình với mình từ đầu tiên và bây giờ nó lại chiến tranh với mình. Nguyên nhân chiến tranh cũng không phải do mình mà là do cái thằng chết bầm. Tôi Lữ Phong Xian, tự là một phương anh hùng. Nhanh thôi. Ôi ồ, Trường Sa đã bị chiếm toàn bộ. Ở đâu vẫn còn một cái cảng trên Trường Sa trên này. Chiến tranh ở trên này vẫn còn lớn lắm. Ồ, nó đánh mất cái thành này của mình chứ. Mất 15 năm dọa mình rồi. Lữ bố về hơi chậm. Đã thế ông giết hết. Còn mất cả tiền của mình nữa. Viên Thiệu, Viên Thuật đánh nhau. Trước giờ稍事休息，把他们全打趴下，不留活口。拿起武器，讨平逆贼，匡扶天下，杀他们个片甲不留，干掉他们。 Để còn ăn được kinh nghiệm. Giết cả cặp nó luôn. Oh. Đây rồi. Có đam lửa rồi. Bảo cụ Giang Sơn, đang tại hành trình. Kinh lý trùng lại có thêm tí tiền. An định, lên thực đi. Y thống thiên hạ. Một lượt nữa. Một lượt nữa. Chết sạch quân. Thanh niên này có lẽ được cử sang đây vũ đô để giữ thành. Mình nghĩ là như vậy. Thiên hạ sự mệnh, giữ tại tôi đợi. Qua lượt tiếp.
Hàn Toại sắp teo rồi. Sĩ Nhiếp, Viên Thuật, Tôn Kiên, Mã Siêu có hỗ trợ gì đấy? Thỉnh thoảng chúng nó có cái đồ ngon phết đấy. Thu nhập từ công nghiệp toàn phe. Lâng cái này lên để nó tăng trị an á, trị an cái vùng này tụt quá. Vây gia hải nội, loạn sự tùy định. Một lượt nữa. Nà chi vũ khí. Chu trưng sư rư, jin rư shi. Cho nó còn cơ hội một lượt nữa. Phòng thủ vũ đô. Có lã bố ở đây thì chắc chả thằng nào dám đến đây đánh nhau đâu. Không sợ. Có lã bố ở đây thì chắc không thằng nào dám. Bốn chết sáu. Có hợp quỷ gan. Mười ba điểm à? Cho cưới em sĩ Thiết Kim cũng được ấy nhỉ? Nhìn trông nước non ngọt ngào mà. Chúng ta của chúng ta đã đến giới hạn rồi. Chiến tranh chống lại phe phái, lại thằng lợn này lại chiến tranh mình rồi. Nhưng lần này thì mình đã có đề phòng rồi. Sinh con tên là Mã Tắc à? Con lợn cung đô này chả sống thì sao này? Xí xin chế yu, đại sĩ ẩn phong. Xin hoài nụ hổ, phân dụng sá đi. Ô, thành của nó. Thành bỏ không à? Cảm nhận được gia đình ấm áp. Giải quyết nhanh cái thằng này đã. Quân của nó có quái đâu, không phải sợ. Thành này có Trương Liêu à, Mã Siêu ở đây rồi. Không sợ lắm đâu. Có Mã Siêu ở đây rồi. Không có tiền để mà đánh nhau ấy. Hàn Toại à, đề nghị bán đất cho mình mà mình còn không thèm mua. Mình phải xử lý lốt cái khu phương Bắc đấy đó. Cao su trung nhân, tôi quay lại. Điêu Ngọc Nguyệt
Chị em thì phải điêu thuyền không? Nói chung là nó không dễ ăn vào thành ở đâu khi mà có cả mã siêu đứng thủ ở đây nữa. Trung tướng Thiệt Vũ Thắng Tiền, Hán Xiao Hoan Yến. Chuẩn bị hành động. Nó hết quân rồi. Không đi đánh nhau được, hết quân rồi. Giải quyết nhanh chiến trường phương Bắc. Cánh đồng ngựa. Tả Lưu Biểu ấy. Lữ Bố đóng đây thì... Bây giờ mình phải tăng tiếp vào lương thực, sản xuất thực phẩm. Hai mươi năm sản xuất thực phẩm. Mình phải tính để cho thành này có mã siêu gác rồi. Đừng có mơ mà ăn được ở đây. Ôi dồi ôi, nó đánh chiếm hết cả khu miền Bắc của mình rồi. Tôn Kiên. Ái già, con lợn này đứng ở thành Lạc Dương à. Khả năng mình phải dụ nó đến á. Cho lão bố dụ nó, lại công tôn Toản, công tôn Độ đánh nhẫn nhau. Cộng kinh nghiệm cho toàn phe. Lão Đổng béo đâu rồi? Tuyệt không vây quân. Vì có sáu chính lục hợp, thiên hạ mới có thể bình định. Hàn Toại, không còn tiền, không có quân. Ăn bút phát. Xem con lợn đấy nào. Đến đây xem nào. Yêu sư Yuan Ying. Kinh Châu bộ binh. Ai già, bọn này sĩ khí cao, kháng vị binh tốt, vai trò chống kỵ binh. Khó nhỉ. Được cái là nó có 3 đội ngựa. Cứ giải quyết hết cái chiến trường phía Bắc đã. Mã siêu cứ giải quyết hết. Lại đánh nhau với công tôn Toản. Ôi mất mối làm ăn của anh rồi. Quái thật, cái công tôn Toản nó có đánh nhau gì phía trên đấy đâu.
不如互通有无吧。không liên minh. Tự找的. không liên minh. Lại đánh nhau với Dục Mẫn Hương nữa. Ô thế mình hết sạch mối làm ăn à? Tư Mã Ý à? Đã thấy đâu? ¡Suscríbete! Được cái kích ngon đấy. Đầy tham vọng. Khôn ngoan. Chuyển sát đi, sống được quay lại báo thù. Ni wo lian shou bi cheng da shi. Zheng zai xing jin. Wo ye hui rao ni yi ming. Bu xing. Con lợn này. Mình thắng được con lợn này thì may ra. Quân mình bị thương một xíu. Bốn đội kỵ binh. Tuân mệnh. Chuẩn bị伏击，我一人便可横扫千军，扫平天下，讨平乱贼，澄清四海。拿起武器。 Nó thích đánh thì đánh. Sợ khỉ nó. Dù sao thì mình cố gắng. Ở bây giờ phải kiếm đối tác làm ăn này. Chỉ得如此. Thì quay nào lại chiến tranh. Có话快讲，我还有要事。那就快点吧。 吾等耐性有限，又是你这厮，就到此为止吧。说话小心点。吾等耐性有限。那就这么办吧。 Hỏa tấu. Có hoa khoai số. Nguyên thuật. Lão yếu lái phẳng, sân sư xin vệ. Số hoa xào xin điện. Cung đô. Nà chú khoai điện bà. Con lợn cung đô này chưa đánh nhau thì mình không chịu đâu. Khoai điện. Hàm phúc. Nà chú khoai điện bà. Hàm tọa. Nhi yêu dẫn yêu. Chịu luôn.
韩雷锅，欢迎，请进。又是你这厮。What？有点太呀。六面呢？有必要吗？hết rồi, mất hết mối làm ăn rồi. Cái ông tông thất nhà Hán này ông cứ chơi mình kiểu này thì mình cũng chết rồi. Thôi kệ. Gào sư chúng nhân, tôi quay lại. Chủ công à, quân của mình hơi bị thương một tí. Xem chừng là bộ binh của nó có vẻ chất hơn mình nhỉ. Muốn giảm hiệu quả kỵ binh của nó thì mình phải triển khai quân ở bờ sông à. Mà chả thắng trận này với thằng Lưu Biểu này thì may ra kết thúc nhiệm vụ mình phải tiêu diệt thằng này. Viên thuật, viên thiệu, viên thuật. Vấn đề mình không chơi được với ai, không giao thương được với ai. Khó ghê. Tham nhũng thì rất là cao. Ây da, triển khai quân sau cái bờ sông này thì quân nó sẽ bị nói chung là kỵ binh của nó sẽ vất nhỉ. Lẽ mình không cần phải dàn đội hình, lập cái đội hình. Mình thấy lập đội hình chấm được tí tên nhưng mà
May quá có đạn lửa rồi. Nó đi đến chỗ này kiểu gì mà chả ăn ít ra. Trường Liêu cảm giác yếu đuối nhỉ. Chết rồi, hai con lợn này yếu thế này. Chỉ để búp thôi. May quá, đứa bố vẫn còn nhiều máu. Không nhìn thấy quân địch đâu luôn. Lùi lại đây. Hình như tất cả kỵ binh của nó đều chạy sang bên đây hết à? Kỵ binh của nó ăn no tên rồi. Yǒu jun zhèng zài zào shù gōngjī. Zuò hǎo zhǔn bèi. Ơ. Tên đâu bắn thế nhỉ? Chết rồi. Đứa bố thương nặng quá. Nhưng mà nó càng dũng mạnh xe mà. Nhi đào đi yêu bèo đá. Ai dạ ơi. Nó bắn thấm đòn thế nhỉ. Được cái con ngựa này đã. Đã bố rồi. Ôi, một phát chém đi nửa máu luôn này. Rồi, chúng ta thử nó lưu biểu nhanh.
哎呀！准备好了，进攻！giết Lưu Biểu。做好准备，进军！矢时已尽，无法继续射击了，进行厮杀！在。敌将受手，贼众退后进军。quân sư nó nổi điên đấy, quân sư nó nổi điên thì mình sợ gì thằng quân sư nó. cảm nhận của tôi phẫn nộ ba, sa quang địch quân, cảm nhận của tôi phẫn nộ ba. đánh nhau với Lữ Bố này. chuẩn bị tốt rồi. kỵ binh của nó thì mình không sợ. rút ra sốc lại phát nữa là được.敌将已被我军斩了，防守拼命，加速前进。注意！哎呀，拉博他跟 hết cả đội hình rồi。冲啊！过来，đúng là chiến thần của các. một ăn tất cả là chỉ có thể là Lữ Bố, và đấy là nó còn bị thương đấy. cảm nhận 我的愤怒吧。感受我的愤怒吧！哈，敌军士兵正在溃逃，鼓起勇气，感受我的愤怒吧！顽强不屈，我的地位，时机已至，杀呀！顽强不屈，做好准备，水胜万物。停住！杀！ giết thằng quân sư đó, rồi chỗ này để Lữ Bố nó càn. Ôi mấy thằng speed này của nó khỏe thế. Ha! 敌军士兵正在溃逃。准备，长剑在手，快快快，加速前进，拼命，速度前进，跑起来，骑兵拼命。给了去，我们李大伯不跟。准备就绪，矢时已尽，拔剑杀敌，挺住。Bình rồi, sốc 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 vào lưng đi đó. Bọn giáo này của nó khỏe quá. Ôi, Lữ Bố vẫn chém rất nhiệt tình, tàn nát hết luôn.Wow. Chỉ có thể là chiến thần Lữ Bố. Dừng lại. Ôi nó đánh cho quân sư của mình chạy cả. Giết nó. Mỗi thằng quân sư này láo nhỉ.受手，贼众溃不成军。xong, một trận nói tránh đẫm máu. Ôi, cũng là Lữ Bố.
có vẻ như chiếm thêm đất thì mình còn càng thêm tham nhũng càng nặng. Mà mấy cái trại ngựa trại ngước đấy thì phải chiếm. Lưu Biểu ơi, chết tại chỗ luôn. Ấy ấy Trúc Quy rằng thầm bị rồi. Phong Xian, tự là một phương anh hùng. Có cái kích gì mà nhỉ? Chi bất khả thi, thời không lại đến. 我一人便可横扫千军, 讨平乱贼, 乘机四海。 Mày chạy đi đâu? 凭此一战, 可定天下。 Cổ Dĩnh. Sao quân sư này lúc nãy khá phết rồi này. Xin hạ mệnh lệnh. Phóng lơ cái chửi phế vụ. Xin tuân mệnh lệnh. Chủ công trao. À, thằng này lại hợp. Cổ Dĩnh lại hợp với phe này này. Dùng được sang tôi Lữ Phong Xian rồi. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Chỉ có điều là mau mau thôi. Đại nhân, nghe Ngài phân phó. Tính sau. Y thống thiên hạ. Nó là một cái tướng khá mạnh. Quách Tuấn. Chưa thấy Tư Mã Ý đâu nhỉ? Gào sư chúng nhân, quay lại. Không hợp với đẩm lệ. Mân ngoại hờ nhân. Cảm nhận được ấm áp của nhà, tiến lên tiến quân. Hàn Toại không có quân cũng không di chuyển được. Trấn tọa xuống lại. Kinh phi li chi. Khổ thân Hàn Toại. Bây giờ mình còn hết mối làm ăn rồi, bây giờ mới là đau đầu. Ấy chà. Sao nó lại thành tướng huyền thoại được nhỉ? Rank của nó đã lên đâu? Đâu? Toàn phe. Chí nan er shang, yi cheng da ye.
phạm vi di chuyển này rất quan trọng. Hài lòng toàn phe. Cho thằng đổng béo nó đeo. Thừa tướng, người thừa kế hoặc lãnh đạo phe phái, thế thì chỉ có thể là thằng con này nữa thôi. Hài lòng toàn phe tăng lên và tất cả các tướng đều tăng trung thành. Cũng không sợ vội lắm nhỉ. Cứ vào tụt thì mình mới ra là tăng lên thôi. Kinh nghiệm cộng 10% kinh nghiệm. Vân phong ở động, lấy lị phong hình. Khai trận. Vấn đề bây giờ nghèo như thế này lấy đâu ra tiền xây nhà xây cửa hay. Xem bán thực cho mấy thằng này. Rất nghèo. Bán cho nó 5 thực. Rú cử lương nhân, định là kinh qua sân sư sưu lưu. Sĩ Thiết Kim. Xin lại thán thầm à? Rồi sau, mới bán được. Chỉ đỡ rú cử. Vô cơ mấy xin chừng. Phải mấy thằng to to bán mới được nhiều tiền. Bù xiang tiếng nì phây hoa. Bì zuỗi ba. Ôi dồi ôi. Nì zhe si you he mian mu lai jin. Gỡ lại tí tiền nữa không thì chết đói rồi. Nghèo như một con mèo. Lũ cử xiao xiao cử động, có thể ni wo quan xi gèng jia lao gu. Nghèo như một con mèo. Xem bán được cái ai đấy, khá khá tí nhỉ. Con lợn đôi hiểu đây, hòa bình xem nào. Tạo ổn. Nó giáp biên giới mình mà chiến tranh với nó thì mệt lắm. Còn Lưu Biểu này đánh nhau với ai nữa nhỉ? Tôn Kiên và Tào Tháo. Khổng Hoa.
我一人便可横扫千军。Cải thiện được chút xíu nền kinh tế rồi. Mình cứ thiết lập được một tí ngoại giao thì này, cái thằng nhà Hán này nó lại làm loạn. Khổ mình thế. Kinh tế không thể lên nổi. Bốc lửa.机不可失，时不再来。chắc là tăng cho đường béo à? Chưa thấy Tư Mã Ý đâu. Chưa thấy Tư Mã Ý đâu cả. Cái đang như thế. Sau khi nghỉ ngơi. Hàn Toại đến ngày trời chết. Đang hòa bình. Xi Ting Zun Bian. Wo bu zai de shihou, dao di zenme le? Trời ơi, bao giờ mới có hòa bình thực sự đây? Chu zheng shu ri, jin ri shi gui. Mã Siêu cứ đi lên trên kia, giải quyết hết chiến trường phía Bắc. Gọn cái đã.
sao chổi. Đây rồi, con lợn Tư Mã Ý rồi. Gọi tập 众人共议军政. Nó không hợp với thằng Lữ Bố. Nhưng về căn bản thì Tư Mã Ý thì nó với ai mà chả được. Tinh lực trung phệ, vũ hỏa sinh sinh. Quá đẹp cho một cuộc tình. Hai anh em nhà này lại được quân đoàn của Tư Mã Ý chỉ huy nữa thì. Đây rồi. Nhưng cái thằng khỉ này trung thành nó thấp quá. Bây giờ mình mới phải làm cái nhiệm vụ này. Hài lòng. Hỗ trợ. Cái đồ nó ngon phết nhỉ. Tư Mã Ý sợi dùng đồ này. Đã có Tư Mã Ý. Thế thì đây sẽ là một trong quân đoàn rất mạnh đấy, không phải dạo vừa đâu. Vũ có yếu sự và mưu sự thương nghị. Không vui mẹ thì bổ nhiệm cho chức to tướng, thế rồi còn không vui gì. Khá hơn một chút rồi. Kinh tế khá hơn một chút rồi. Chắc là dần dần mình không chơi được với ai nữa thì chỉ có. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn hiệu hoan nghênh. Tạo ra những thú cưỡi đặc biệt à? Thanh niên chết hết sạch quân. Không đi được đâu, chẳng chạy được đi đâu. Khổ thật. Hoàn thành kế hoạch ở phương Bắc ạ. Rao chí chúng nhân. Tư Mã Ý là ổn rồi. Có Tư Mã Ý là ổn rồi. Gửi tôi thông báo quân tình. Sinh linh đạo chuyển, tôi đừng bị có sở vi. Có hoa khoai giảng, cô hãy có yếu sự. Hào đất, xin giảng. 那就快点吧. Mất mất giao thương được thật. Tôi không có tâm trạng.
Thảo Cung Đô Phản Toạn. Chúng ta còn gì để nói? Thằng này đánh nhau với Cung Đô mà chả thấy đánh được tí nào. Hào đà, xin chào. Qua lượt đấy, xong cái chiến trường phương Bắc rồi. Chắc là khi nào mà một trong những ba thằng này nó xưng đế thì mới ra mới hết được nhỉ. Thỏa thuận tiếp theo giữa Công Tôn Độ và Công Tôn Toản. Thôi trừ tiền đi, mấy cái tào lao này chết đấy. Tiền thì có thể kiếm lại được, chứ mấy thứ tào lao đấy mà mất là chết. Có cần thiết không? Thằng Hàn Toại, không thể sát nhập nó được nhỉ? Này nó có đồ ngon phết đấy. Hàn Đông khổ mệt, y xiao er san. Chuyên môn cũng khá. Trung tướng chỉ ở đằng tiền, hán xiao hoan yến. Nếu như mà mã siêu xuống xong rồi thì ở đây có Tư Mã Ý rồi. Mã siêu cứ ở bên trên đấy. Đại nhân có hề đả soạn? Kỵ binh rẻ bèo, bởi vì mình chiếm được rất nhiều cái công trình kỵ binh. Đây là lính nỏ chuyên của Tào Tháo à, Tư Mã Ý à.
cộng hài lòng toàn phe. Xem thằng đồng béo là nó cầm cái đồ gì ở vị trí đấy á. Thế sau này có thêm chức thừa tướng nữa thì Tư Mã Ý làm thừa tướng à. Kinh thật, chưa gì nó đã cấp 7 à. Vào đây nữa này. Mã Ý ơi là Tư Mã Ý. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn cái video của mình thú vị, các bạn hãy like, chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.